Thưa quý vị, chúng ta đang đến với phần 2 bản tin FBNC Thế giới. Sau một thời gian khiến thị trường thất vọng, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã có dấu hiệu sẵn sàng để có động thái chính sách nhằm điều chỉnh mức lạm phát thấp và tỷ giá euro cao hiện tại. Bắt đầu bài phát biểu, Chủ tịch ECB, ông Mario Draghi đã lên tiếng cảnh báo về lạm phát thấp của Eurozone và khẳng định sẽ có liều thuốc đặc trị cho căn bệnh này. Sau đó, ông Draghi đã khiến mọi người bất ngờ bằng câu khẳng định: "Tôi muốn nói rằng hội đồng đã sẵn sàng để hành động vào cuộc họp tới. Đây là dấu hiệu cho thấy ECB đã sẵn sàng tung ra một động thái về chính sách sau một thời gian án binh bất động. Lạm phát thấp và đồng euro tăng giá rõ ràng đã khiến cơ quan này không thể ngồi yên được nữa. Tỷ giá tiền tệ tăng cao trong bối cảnh lạm phát thấp làm chúng tôi thấy hết sức quan ngại. Nếu ông Draghi đang cố gắng kéo đồng euro đi xuống thì nỗ lực này đã có hiệu quả. Sau phát biểu của ông vài phút, tỷ giá euro giảm gần 1 sen. Nhưng, xét cho cùng, lời phát biểu của Chủ tịch ECB vẫn chỉ ấp mở rằng ngân hàng có thể sẽ hành động. Nhưng bao giờ hành động và hành động như thế nào thì vẫn còn là một câu hỏi lớn. Amazon và Alibaba đang khuấy động cuộc đua trên thị trường bán lẻ trực tuyến, trong khi các nhà bán lẻ theo kiểu truyền thống thì đang tăng tốc để bắt kịp. Thị trường bán lẻ đang trở nên sôi động rõ rệt khi Amazon và Alibaba liên tục muốn bành trướng thị trường. Amazon đang mở rộng các cửa hàng, ban đầu chỉ ở Los Angeles và New York, bây giờ thì nó có mặt trên 15 thành phố của Mỹ. Trước khi đó, Alibaba bắt tay với ShopRunner, một đối thủ của Amazon. Thông qua Alibaba, ShopRunner có cơ hội tiếp cận với người tiêu dùng Trung Quốc. Với tốc độ cạnh tranh này, các chuyên gia nhận định trong 3 đến 5 năm tới, doanh số của thị trường bán lẻ trực tuyến tăng trưởng ở mức 2 con số. Cái động thái trên cho thấy các tập đoàn bán lẻ trực tuyến đang muốn mở rộng thị trường như thế nào, ngay khi giới trực tuyến có thị phần lớn, những ai không thích nghi được với môi trường mới sẽ gặp khó khăn. Thực tế, thị trường bán lẻ truyền thống đã bị ảnh hưởng bởi các cửa hàng trực tuyến. Doanh số bán lẻ tại cửa hàng của Mỹ trong tháng 4 chỉ tăng chưa tới 6% so với năm ngoái, thấp hơn rất nhiều so với kỳ vọng. Vũ khí mà các hãng bán lẻ truyền thống dùng để thay đổi tình hình là ưu đãi, khuyến mãi và quảng cáo, nhưng hiệu quả lại chỉ có hạn. Tôi không thấy một ưu đãi giảm giá nào thực sự hấp dẫn, chỉ là vài thông báo ưu đãi giảm giá từ 5-20%. Không thể phủ nhận bán lẻ trực tuyến đang phát triển nhanh, nhưng vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh câu hỏi liệu người dân Mỹ có bỏ hẳn thói quen đi đến cửa hàng và chỉ mua sắm trên mạng Internet hay không. Nhằm cứu vãn Barclays khỏi việc kinh doanh yếu kém, CEO Chaikin đã quyết định thu hẹp hoạt động đầu tư của ngân hàng. Mặc dù dưới thời CEO trước đầu tư là cổ máy kiếm tiền, nhưng vài năm trở lại đây, ngân hàng đầu tư của Barclays bị chỉ trích rất nhiều. Barclays đang khiến mọi người bội thực vì các vụ bê bối, từ thao túng lãi suất cho đến sai sót trong việc thanh toán bảo hiểm với khách hàng. Sau khi tốn rất nhiều tiền giải quyết những sự việc không hay kể trên, cùng với tình hình kinh doanh không ổn thỏa, doanh số của Barclays giảm sút thê thảm. Để cứu vãn, CEO Anthony Jenkins lại tiếp tục đưa ra chính sách tái cơ cấu thứ ba, trong đó đáng chú ý nhất là động thái cắt giảm gần 20.000 nhân viên trong vòng 3 năm tới, mà 1/3 trong số đó đều là những người làm việc trong mảng đầu tư của ngân hàng này. Điều quan trọng là phải tạo được sự gắn kết giữa những nhân tố chính là tổ chức, mạng bán lẻ, tín dụng và ngân hàng đầu tư. Tất cả những lĩnh vực nào Barclays tham gia mà nằm ngoài những nhân tố kể trên, chúng tôi xếp vào hàng thứ yếu, tức là sẽ hạn chế theo thời gian hoặc là xóa bỏ luôn. Còn một điều quan trọng nữa, trong thời gian tới, ngân hàng đầu tư Barclays sẽ chiếm không quá 30% tập đoàn Barclays. Việc hạn chế ngân hàng đầu tư cho thấy Barclays đã bắt đầu e ngại khi lĩnh vực này bị chỉ trích quá nhiều. Trước đó, ngân hàng đầu tư là cỗ máy kiếm tiền của Barclays. Vấn đề chính hôm nay chính là lời phát biểu của ông Jenkins. Theo đó, thì ông ấy nói rằng, OK, nếu gần một nửa tài sản rủi ro đều nằm trong ngân hàng đầu tư, thì tốt nhất là sẽ dẹp hết những tài sản đó đi, tách chúng ra khỏi ngân hàng chính. Như vậy, nhà đầu tư có thể nhìn vào đó và nghĩ rằng Barclays có thể đã tốt hơn, giống như thời điểm 1-2 năm trước. Ông Jenkins giữ vị trí CEO Barclays vào năm 2008, vốn là người có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ của ngân hàng, nhưng là phải đảm đương một Barclays vốn được dẫn dắt nhiều năm bởi ông Bob Diamond, một chuyên gia trong ngành đầu tư. Rõ ràng nhiệm vụ của ông Jenkins không hề dễ dàng. Năm ngoái, ông đã bị cổ đông chỉ trích rất nhiều khi tăng tiền thưởng cho nhân viên ngay trong lúc lợi nhuận sụt giảm. Ngân hàng lớn nhất châu Âu về khối tài sản HSBC vừa công bố mức sụt giảm lợi nhuận trước thuế 20%. Quý 1 năm 2014, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này chỉ đạt 6,8 tỷ đô la Mỹ. Nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động giao dịch trong tháng 4 khá trầm lắng và doanh thu từ hoạt động đầu tư cũng giảm. Mức lợi nhuận quý 1 năm nay chỉ nhỉnh hơn một chút so với dự báo 6,6 tỷ đô la Mỹ của giới chuyên gia. Cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận trước thuế của HSBC đạt 8,4 tỷ đô la Mỹ.
Ngân hàng này cho biết tổng doanh thu quý 1 đạt gần 15,9 tỷ đô la Mỹ, giảm so với mức 18,4 tỷ đô la Mỹ của cùng kỳ năm ngoái. Ông Stuart Gulliver, CEO của SBC cho biết, trong khi hoạt động thương mại có mức tăng trưởng doanh thu tốt thì nhánh bán lẻ và quản lý tài sản lại bị ảnh hưởng mạnh bởi chính sách và giá cả hàng hóa thay đổi. Thời gian này năm ngoái, ông Gulliver đã cảnh báo 14.000 nhân viên có khả năng bị sa thải nhằm cắt giảm chi phí. Đến năm 2016, tổng số nhân viên sẽ chỉ còn 240.000 thay vì 300.000 như hồi ông Gulliver mới nhậm chức CEO năm 2011. Tuy nhiên, đến cuối quý 1 năm nay, HSBC đã thuê thêm 1.100 nhân viên, chứng tỏ ngân hàng này cũng không xa rời mục tiêu tăng đầu tư để thúc đẩy hoạt động ngân hàng. Cổ phiếu HSBC giảm nhẹ gần 0,8% sau báo cáo. Thưa quý vị, chuyện thiếu hụt điện vào mùa hè nắng nóng vẫn thường xảy ra ở nhiều nước, nhưng tại Ai Cập, thiếu điện nói chung và khan hiếm năng lượng nói riêng đang trở thành vấn đề nhức nhối mang tính chính trị. Tháng sau, Ai Cập sẽ tổ chức bầu cử. Mọi người kỳ vọng chính phủ mới sẽ có những cách giải quyết triệt để hơn, thay vì chỉ đưa ra các biện pháp tạm thời như khuyến cáo người dân tiết chế nhu cầu sử dụng điện. Điện đang trở thành một vấn đề mang tính chính trị tại Ai Cập, khi mà việc mất điện đang thường xuyên diễn ra tại đây, ngay ở cả thủ đô Cairo. Mùa hè thời tiết nắng nóng và khô hạn, Ai Cập thường xuyên rơi vào tình trạng thiếu điện trầm trọng, trong khi nhu cầu sử dụng lại tăng cao đột ngột bởi người dân sử dụng máy lạnh 24/24. Sắp tới vào tháng 7-8, thời điểm nắng nóng nhất của mùa hè Ai Cập thì mọi chuyện sẽ còn tệ hơn. Thời gian qua nhà tôi bị cúp điện hoài, bây giờ còn đỡ rồi đấy. Cúp điện vẫn có nhưng ít hơn lúc trước một chút, nhưng chẳng biết sẽ như vậy được bao lâu. Phía nhà điện báo rằng trong suốt mùa hè thì lịch cúp điện sẽ còn dày hơn. Vì thiếu nguồn cung nên giá điện tại Ai Cập rất cao. Trung bình người dân ở đây phải trả từ 1 đến 7 đô la Mỹ 1 kWh. Nếu đổi ra Việt Nam đồng thì mức giá điện tại Ai Cập là khoảng từ 21.000 đồng đến 150.000 đồng 1 kWh. Trong khi tại Mỹ chỉ có từ 8 đến 37 cent, tức vào khoảng 1.700 đồng đến 8.000 đồng. Quan chức ngành điện Ai Cập cho rằng do không có những biện pháp cải tiến mà hệ thống điện lưới của nước này đang xuống cấp, không phát huy được hết công suất, gây lãng phí, trong khi không đủ điện cho người dân sử dụng. Đồng thời cũng không thu hút được các nhà đầu tư tư nhân, những người có đủ tiền để hỗ trợ cho Ai Cập hiện đại hóa nguồn cung năng lượng. Theo trưởng phòng kỹ thuật của tập đoàn điện lực Benha Power Plant, nếu như không giải quyết được vấn đề thiếu hụt nhiên liệu và khó khăn về máy móc, các trạm điện tại đây khó có khả năng cung cấp điện cho toàn quốc, nghĩa là người dân Ai Cập vẫn phải chịu đựng cảnh mất điện trong mùa hè nắng nóng. Phải có đủ nhiên liệu mới có thể chạy máy được, trạm nhiệt điện chạy bằng ga và dầu diesel. Ngoài nhiên liệu, chúng tôi còn gặp vấn đề về kỹ thuật, khiến lượng điện sản xuất ra cứ bị hao hụt. Nguồn cung đã ít mà còn vậy, nên ảnh hưởng đến nguồn điện tiêu dùng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia khác trong ngành năng lượng, thiếu hụt nhiên liệu chỉ là một nguyên nhân, trách nhiệm chủ yếu là do cách quản lý tài nguyên không hợp lý. Chúng ta không khủng hoảng đến mức đó nếu như việc quản lý không rắc rối như hiện nay. Vấn đề là do quản lý không hiệu quả, dẫn đến việc không khai thác được tài nguyên. Cứ nhìn vào các trạm điện mà xem, 60% nhiên liệu đều là khí ga tự nhiên và dầu diesel. Như vậy thì chẳng trách sao lại thiếu hụt, hoạt động không hiệu quả và đẩy giá điện lên cao. Mặc dù vậy, theo quan chức của Bộ Năng lượng Ai Cập, mọi chuyện không tệ như người dân lo lắng. Sắp tới, đất nước này sẽ có thêm một vài trạm nhiệt điện để đảm bảo đủ điện cho cả nước. Chúng ta đang có nhiều trạm điện và tất cả đủ sức đáp ứng nhu cầu của mọi người. Năng suất hiện nay vào khoảng 30.000 MW một ngày và mùa hè sẽ tăng thêm 2.000 MW nữa. Cũng theo Bộ Năng lượng Ai Cập, trong tương lai, nước này cần đến 5 tỷ đô la Mỹ để đầu tư nâng cấp lưới điện và đây chính là thử thách lớn nhất cho chính phủ mới của nước này. Trong tháng tới, Ai Cập sẽ tổ chức bầu cử và nhiều khả năng ông Abdel Fattah al-Sisi sẽ dễ dàng đánh bại đối thủ Hadem Sabahi để ngồi vào chiếc ghế tổng thống. Mặc dù được nhiều người tín nhiệm, nhưng ông Abdel Fattah al-Sisi cũng chưa đưa ra một biện pháp cụ thể nào cho vấn đề thiếu hụt năng lượng. Hiện tại, chính phủ tạm thời của Ai Cập cũng chỉ đưa ra những cách giải quyết tạm thời, chủ yếu khuyến cáo người dân tiết kiệm điện và đàm phán với các nước vùng vịnh để nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ. Vâng, và bây giờ thì Minh Vy xin mời quý vị tiếp tục giữ kênh FBC. Chúng ta sẽ đến với những câu chuyện nổi bật ở phần cuối cùng. Chứng khoán thế giới, nhà đầu tư cẩn trọng chờ thông tin mới. Việc sáp nhập hai công ty quảng cáo hàng đầu thế giới thất bại.